Gặp người quen hãy học cách khóc nghèo. Thu nhập 20 triệu chỉ cần nói là 10 triệu. Thu nhập 10 triệu nói 7 triệu. Với người lạ thì sao? Phải học cách khoe khoang. Thu nhập 10 triệu nói lên 20 triệu. Thu nhập 20 triệu hay nói 100 triệu. Nói vậy để làm gì? Với người quen nói vậy bạn sẽ tránh được phiền phức về sau. Còn người lạ nói như vậy tự nhiên bạn sẽ nhận được tôn trọng từ họ. Hãy làm thử đi, bạn sẽ thấy hiệu quả.